Lời đầu tiên, em xin gửi đến ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em tên là Phan Minh Nhật, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Lê Văn Tám. Đến với hội thi kể chuyện và giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề sách lan tỏa tri thức. Em đã chọn được quyển sách để tham gia cuộc thi, đó là quyển sách Những người con hiếu thảo, được chọn lọc từ cuộc thi viết truyện ngắn giáo dục đạo đức dành cho thiếu niên nhi đồng. Sách do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản vào tháng 9 năm 2008. Nội dung sách có 38 câu chuyện, nhưng em thích nhất là câu chuyện chiếc ống tiết kiệm. Câu chuyện kể về lòng hiếu thảo của một đứa trẻ. Sau đây em xin được kể câu chuyện chiếc ống tiết kiệm ở trang 129, 130, 131, 132. Tác giả Hà Huyền. Câu chuyện như sau. Bố thằng Nam làm chuồng gà, bà nhà bố làm cho bà một chiếc ống tiết kiệm. Chiếc ống được cắt từ khúc luồng to. Xoay xoay chiếc ống, bà nói: bao giờ chiếc ống này đầy tiền thì bà đi ra cồn. Thằng Nam níu tay bà lóng tấu: bà đi ra cồn cho cháu đi với nhé. Bà mắng: gỡ cái mồm, có phải là đi chợ đâu mà cháu rồi đi theo. Đi ra cồn là chết đấy, cháu hiểu không? Thằng Nam nhíu mắt hỏi lại: chết là thế nào hả bà? Là nhắm mắt, tay buông xuôi, rồi người ta đem cho xuống đất, cho xuống dễ ăn thịt. Thằng Nam hốt hoảng ôm chặt lấy bà: bà ơi, bà đừng chết nhé, bà đừng đi ra cồn nhé. Bà cười giơ chiếc ống tiết kiệm ra trước mặt thằng Nam. Chết thế nào nữa, cái ống vẫn còn rỗng đây này. Thỉnh thoảng bà được con cháu biếu 1, 2 ngàn, bà gấp đồng tiền nhỏ như các kẹp tóc rồi nhét vào ống. Hôm bà bất ngờ bị ốm, cả nhà ai cũng lo. Thằng Nam chạy lại đầu giường bà, đờ chiếc ống tiết kiệm ra, nó lắc lắc áp tay nghe ngóng rồi reo to: bà không chết đâu, ống chưa đầy. Đúng như thế, chỉ vài hôm bà qua khỏi. Lần bà đi thăm chú ba về, nhìn ống tiết kiệm bà hỏi ngay: có ai lấy ống tiết kiệm ra làm gì không? Bố thằng Nam lắc đầu và phân vua: tôi để chiếc ống mắt thường đâm xuống, bây giờ mắt thường đâm lên. Hay thằng Nam. Bố nhìn cái nhét tiền trên ống, lắc đầu: khe hẹp thế này, nó mò tiền ra thế nào được. Mấy tháng sau, bà lại hỏi: có ai lấy ống tiết kiệm ra làm gì không? Bố thằng Nam lắc lắc chiếc ống, nghe tiếng lóc xóc bên trong, trả lời bà: tiền vẫn còn, bà đánh dấu thế nào, chắc bà quên thôi. Vài lần như thế đến hơn một năm, tự nhiên bà bảo bố chạy ống tiết kiệm để bà mua gà nuôi. Dễ hơn 100 ngàn rồi đấy. Cả nhà hồi hộp nhìn theo tao bố chạy ống tiết kiệm. Lưỡi dao vừa qua mắt lùa, bố đã nẹt toát thẳng ra. Lỏng chọc, vai to bẹt ẩm nằm nét trong lòng ống. Bà thở dài dần dỗi: tôi biết ngay mà, sao không mò hết luôn đi. Bố gọi thằng Nam về, nó đang chơi bắt dế ngoài bãi. Nghe tiếng bố gọi, về tới nhà, nhìn ống tiết kiệm trẻ đôi. Nó chạy liền ra mừng, bà nó gọi với: Nam, đứng lại, bà hỏi đã. Bố nó định đuổi theo, bà ngăn lại: thôi, cháu đừng biết sợ, đừng đuổi theo cháu nữa. Một lúc, thằng Nam vào, nó dở chiếc túi ni lông, lôi ra một xấp tiền. Bố nó quát: à, giỏi thật, ai bảo con dám moi tiền tiết kiệm của bà. Thằng Nam chớp chớp mắt: con sợ ống đầy, bà chớp,
nên con mới lấy ra giữ cho bà, con không tiêu đồng nào đâu. Cái rồi trên tay bố từ từ hạ xuống, bà lập cập bước đến bên thằng Nam, ôm nó vào lòng bà xích xoa. Ôi, cháu của bà, thế mà bà cứ tưởng. Câu chuyện của em đến đây là kết thúc. Qua câu chuyện cho ta thấy, sống có lòng hiếu thảo là lối sống cao đẹp, biết quý trọng công ơn dưỡng dục của ông bà cha mẹ, thể hiện niềm tri ân sâu sắc đối với các bậc sinh thành. Lòng hiếu thảo thể hiện sự bao dung, sống có trách nhiệm. Em cũng đã rút ra được cho mình bài học là sống phải có lòng hiếu thảo, phải thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ ngay từ ngày hôm nay. Vì lòng hiếu thảo luôn luôn được tôn vinh, ngưỡng mộ, ta coi đó là nét, ta coi đó là tiêu chuẩn đạo đức, là nét đẹp văn hóa dân tộc sáng ngời. Cuối cùng, em xin gửi đến ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em xin trân trọng kính chào.